Chào nị, hoa cỏ luôn có một tác dụng rất tốt cho việc làm mình vui. Thì với nghệ sĩ Raku Inoue cũng vậy á. Chỉ có điều, ngoài việc ngắm hoa thì nghệ sĩ còn dùng hoa lá để tạo thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt và công phu nữa. Này mình cùng xem thử nha. Mong nị thành người đàng hoàng.